Thông báo với tất cả các bạn một tin buồn là từ giờ và sau này mãi mãi và vĩnh viễn sẽ không ra một bộ trang phục quang vinh nào nữa. Và thay vì đó là những bộ trang phục theo kiểu là tay đua tốc độ F1, F5. Như trong phiên bản tới thì bộ trang phục sẽ ra mắt đó là bộ trang phục của cáo Phoenix nha. Cáo Phoenix tay đua. Trong phiên bản sau nữa thì sẽ ra mắt bộ trang phục của Timmy tay đua. Trang phục mùa sau sau nữa sẽ là bộ trang phục của Grack tay đua. Đó, F1 cái gì ấy gọi là. Rồi đánh tay đua rồi, xin chào tài đỗ nhé, xin chào mọi người nha. Bữa mới bảo Timmy à, Timmy mùa sau nữa cơ. Grack đua sao à, Grack đua được, xong đua được. Đại Grack không comment được. Trời ơi, lại lý do thì chấu rồi. Ôi, chỗ nó cướp kìa. Cướp ghê quá trời. Chuẩn bị sang cướp lại chúng nó này. Sang cướp lại đi. Để lại cho mình một like, một đăng ký sau khi xem xong video clip trên kênh Gờ Cầu Thủ Like của mình. Nhanh cướp nhanh. Uầy, team bạn đánh khét quá. Té, tân an nó ra rồi. Căng quá các bạn ạ, à. Game đầu tiên nó căng quá, chúng ta chỉ cần 3 game thắng liên tiếp thôi các bạn ơi. Chúng ta chỉ cần 3 game thắng liên tiếp thôi. Đáng ra mình mang cái tốc hành đi, mình phải mang tốc biến đi này. Em phải ăn xong con chim thì em về. Anh cho em về cái coi, khổ lắm cơ. Mình phải ở lại mình ăn nốt con chim các bạn ạ. Rồi skin vào là quý mãi cũng có à. Cho hẳn hẳn Triệu Vân luôn đúng không? Ngày đẹp trời nhất là ngày mình cùng nắm tay. Hôm nay nghe nhạc có đen vâu. Cái gì vậy? Zip đang tới rồi, mình hy vọng là Zip sẽ dùng hỗ trợ mình phát này nhiệt tình. Sao? Đen thế. Ông chơi sâu tí nữa thì ăn ngay. Hello mọi người, chỉ cần 3 game nữa chúng ta lên cao thủ nha. Anh lên cao thủ rồi anh có kéo danh tiếp không anh? Chắc là có chứ, ngày mai lại kéo danh tiếp nữa. Nhưng mà thường thường mình lên cao thủ rồi mình sẽ like nốt ngày mai kéo danh thôi, ngày kia là mình sẽ tâm sự một buổi rồi. Sau đó là mình sẽ nghỉ live stream 4 ngày nha mọi người. Thích nghe bài gà gáy hơn à? Thích thì có liền. Thích thì có liền. Gì đâu mà lo. Sao phải hốt? Ông thanh trụ đi, hợp lý đó, hợp lý ngay. Hay quá bạn ơi, nhưng mà ông lại ăn mạng mất tôi rồi. Trời ơi, tôi không gáy được ông ơi. Ông support tôi mà ông lại lỡ ăn mất mạng rồi. Ui, mày thế. Cơm chưa kịp tăng, lương thì chưa kịp tăng. Một mạng hỗ trợ thương thương. Thằng Na đang ở rừng giúp bạn. Zip có phải xanh phết nhỉ? Mình là farm thôi, cứ farm thôi gì đâu căng. Farm thôi rồi cướp rồi, không cho Na nó xanh luôn. Cướp đi. Ông lại kéo mùa nó ra này thì đánh đấm cái gì trời. Chạy về, hợp lý hỗ trợ 2. Hợp lý liền. Trứng rán cần mỡ, đắp cần bơ. Hay là xem live stream cần bơ, trứng rán cần mỡ, xem live stream cần bơ. Yêu không cần cớ. Vẫn cứ cần bơ cơ. Dậy. Ô. Máu thế. Ra đi vào đây, ra đi. Ông biết ngay phải để ra đi mà. Tanh thế là đủ rồi.
tự nhiên để cho team bạn ăn mất một mạng. Khí quá trời. Mơ tí 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 tốn mana quá trời. Tí nữa bắn hết các bạn ạ, tí nữa dưng cung bắn hết. Bơ dở ẹc à? Ăn bơ nó béo mà các bạn. Ăn bơ béo mà, cứu nè. Ngoánh đi, ngoánh đi, ngoánh được mà. Mình vào đấy là mình tốc biến các kiểu, mình tính cả rồi. Bị băng trụ nè. Có chiêu cưới nè. Ôi hay quá Zip ơi. Zip ăn đến 3 mạng, mình ăn được 1 mạng, mình hỗ trợ 4 các bạn. Tôi đánh xạ thủ, tôi không phải đánh support nha. Ui 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 ui, trời ơi lại hỗ trợ thêm mạng nữa rồi. Ê, bắn kiểu này thì sao nó đỡ rồi. Bắn kiểu không cho chơi thế này sao đỡ rồi. Trời ơi các bạn ơi, hỗ trợ nhiều quá. Hôm nay chỉ cần bắn 3 trận liên tiếp thôi, chúng ta sẽ lên ngay. Sao dạo này em chẳng thấy anh chơi rát gì nhỉ? Để lát nữa rồi chơi em ơi. Đang tập trung chơi mình con này gánh kim còn anh. Làm gì để hốt. Để lại cho mình một like, một đăng ký sau khi xem xong video clip trên kênh Gờ Cái Thủ Like của mình. Xin chào Quân nha, xin chào người nha, ép từ giữa này. Team anh ai support nhỉ? Anh chả biết nữa, chắc là anh rồi. Em nhìn này chắc em đủ biết là ai rồi đúng không? Việc gì phải hốt. Anh trụ vào. Đấy, ông Zip, ông chỉ quăng kỹ năng vào là ông ăn mạng. Trời ơi, tôi hốt cho 6 rồi nha. Tốt quá, khổ. Rồi, hỗ trợ bầy rồi. Hỗ trợ bầy rồi, nãy giờ không khen em câu nào. Em có gánh anh được phát nào đâu mà khen. Rồi ông chơi ông toàn hạt động một mình đấy, ông bỏ tôi một mình đây này. Đáng lòng thật ạ. Lăn xong rồi bỏ đồng đội, trời ơi có bao giờ. Thôi lần sau đừng đánh support nữa. Đánh bạn nhảy sang bạn đánh xạ thủ luôn đi. Ăn 4 mạng xong rồi bỏ đồng đội chạy mất tít. Dành nghỉ lại 4 ngày á, anh đang bị ốm em ơi, anh đang bị mệt. Mệt quá giờ này anh bị oải quá. Kiểu bị stress quá. Nghỉ mấy ngày để lấy tinh thần tháng sau live tiếp các bạn ạ. Ta thấy được gọi là Zip quay xe à. Bây giờ mình nghỉ 4 ngày hay là muốn mình nghỉ cả đời các bạn? Các bạn muốn mình nghỉ 4 ngày là nghỉ cả đời đây. Nếu mà không cho nghỉ 4 ngày thì mình cứ live thôi. Live xong rồi tự nhiên nó bệnh ra ốm một cái thì thôi, không live stream được nữa. Không bao giờ live stream được nữa. Các bạn đi làm các bạn có muốn thi thoảng được nghỉ không? Kiểu nghỉ dài hạn. Kiểu được nghỉ để thoải mái tinh thần đầu óc á. Thì mình cũng vậy thôi. Mình gọi là live stream suốt rồi mình cũng phải nghỉ một vài buổi. Kể cả cũng không có công việc gì cả. Bật giáp chưa? Mai vẫn live stream đều nhá. Live mai ngày kia cơ. Live lâu lắm. Ông và ông Tanh Trụ nó chạy mất. Đùa. Chối thế nhờ. Trời đất ơi, hỗ trợ 10. Trời ơi, hỗ trợ nhiều nhất cái vịnh Bắc Bộ này luôn. Hỗ trợ nhiều nhất cái vịnh Bắc Bộ này luôn các bạn à. Anh chị ơi, nói nhỏ mà nghe nè. Rồi xong lại chết rồi. Anh Việt nói luôn luôn đúng vào xin chào Mi Chan nha. Tôi thích đi làm cả tuần xong nghỉ cả tháng à. Sao lại ngày nghỉ còn nhiều hơn cả ngày đi làm mà trời. Lời nó vừa vừa đấy chứ. Thôi đổi ngày đi sắp quá là. Mình nghĩ giống vậy quá. Can they feel me? Anh tên gì à? Mình chả biết nữa. Mọi người hay gọi mình là Việt. Mình chả biết là mình tên gì các bạn. Chị ở trong ngọc nghe tạt thật đi ông ơi. Không đánh thường nữa, mình tổ chức ăn tạt thật sớm sớm đi trời. Tổ chức
ra thần sớm chứ trời ơi. Úi giời, bắn chữ cuối chút phát 3 thằng liền. Cho thằng này ngáo à. Nên nhớ mình đang gặp phải cớm rồi. Cớm. Ôi, lại đổi thêm rồi mà. Em chủ đề đáng nhanh nào. Báo các căn bản mình muốn chết để mình lại tương tác với các bạn đấy. Đó, bây giờ lại ngồi tương tác mọi người. Mình nghỉ mình cũng nhớ các bạn lắm, nhưng mà do mình mệt quá. Tông cho anh khỏe, không nghỉ ngày nào luôn nha. Sẽ là tông cho anh nghỉ khỏe. Bạn comment nãy giờ, xin chào Hân. Có tâm thế, có tâm chứ trời. Cố giữ gìn sức khỏe nha anh, ok cảm ơn em. Ôi tôi phải đánh những con gì thì tôi ăn nhiều mạng, tôi cay coi coi. Các bạn toàn chơi kiểu này thì làm sao mình đỡ nổi. Bắn rất là lực. Rồi bây giờ sẽ thể hiện cái trình độ KS của mình cho mình xem này. Dăm 3 là Nacross thì mình chủ động chơi nó này. Nhìn đây này. Nhìn đây này. Làm anh say nắng biết bao lần đây, cho anh ngất ngây lòng, cho tim anh trọn biến về này. Tầm này ấy, dương cung lên bắn thôi, chả còn cái gì mà đáng tiếc nuối tiếc nữa cả các bạn ạ. Đây là cái cung tà ma nó mình bất tử sự các bạn luôn. Bây giờ mình bá lắm rồi, bá đạo trên từng hạt gạo. Rồi ép trụ này, đánh trả cũng ép trụ này. Nhìn con đi đắc kia mình mà cho bắn nó 3 phát sắc chết. Ôi đừng hồ báo quá nha quý chị ơi, đừng hồ báo quá nha. 1, 2, 3, 4, 5. Hợp lý rồi đó. 1, 2, 3, 4. Một bé nữa. Ôi, đang bắn được mà. Ôi con này, nó quất mình này. Trời ơi, sao toàn đổi mạng với mình vậy bạn ơi. Bạn cứ thích đổi mạng với mình vậy trời. Na trận kia tìm bạn mũi yếu quá trời, thắng rồi. Game đầu tiên xong. Game đầu tiên rất là nhanh, 11 phút, 12 phút các bạn ạ. Em thấy like này buồn buồn sao á? Đang mệt em ạ. Đang mệt, đang rất là mệt mỏi. Hiểu chứ. Sau một game